tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hồng Digital Sale. Và video clip này Học sẽ giới thiệu hai ứng dụng mua thuốc online rất là cần thiết khi mà các bạn gặp những tình huống mà cần mua thuốc online, đó là Chợ Thuốc Tây và Medigo. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về Chợ Thuốc Tây. Chợ Thuốc Tây là một trong những ứng dụng mà giúp các bạn có thể kết nối với tất cả các nhà thuốc và cung cấp những cái tiện ích về sức khỏe. Các bạn có thể chụp toa thuốc nè, liên hệ với nhà thuốc dược sĩ nè, nhắc lịch uống thuốc và có thể đặt những phòng khám đa khoa, vân vân. Thì trong những cái tính năng của Chợ Thuốc Tây thì tính năng nhà thuốc và dược sĩ là một trong những cái tính năng giúp các bạn kết nối với nhà thuốc và dược sĩ. Các bạn có thể chọn lựa được nhà thuốc và nhìn thấy trên bản đồ nhà thuốc nào gần mình, và sau đó các bạn có thể thực hiện video call với những nhà thuốc này để nghe tư vấn và sau đó đặt những cái đơn hàng, và nhà thuốc sẽ là bên giao hàng cho các bạn. Các bạn cũng có thể xem được những cái sản phẩm cơ bản mà nhà thuốc bán ở đây và xem chi tiết. Thì trong mỗi cái sản phẩm thì khi mà các bạn xem thì các bạn cũng có thể yêu cầu dược sĩ tư vấn và gọi lại cho mình ở nút gọi lại cho tôi, thì nhà thuốc cũng sẽ gọi lại và tư vấn cho các bạn. Và theo đánh giá của Hồng thì đây là một trong những cái ứng dụng rất là hữu ích cho các bạn khi các bạn ở nhà online và cần mua thuốc ngay. Đặc biệt thì có trung tâm hỗ trợ của Chợ Thuốc Tây sẽ hỗ trợ các bạn gần như 24/7 khi mà các bạn gặp bất cứ một cái vấn đề khó khăn gì. Kèm theo đó là một cái tính năng nhắc lịch uống thuốc rất là hữu ích. Và hy vọng là các bạn có thể theo dõi thêm cái phần gọi là phòng khám. Nếu như mà trong trường hợp chúng ta cần sử dụng thì các bạn có thể phân ra những cái chuyên khoa phù hợp, và các bạn sẽ xem được đường và địa chỉ đi đến những phòng khám đó. Và cái ứng dụng thứ hai mà Hồng muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó là Medigo. Medigo là một trong những ứng dụng mà đặt thuốc online 24/7, đặt thuốc online qua tư vấn của dược sĩ và nhà thuốc. Thì như trên màn hình các bạn cũng có thể thấy là các bạn có thể mua được thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, và ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo được những cái phần thiết bị y tế. Các bạn có thể tham khảo những phần thiết bị y tế, thực phẩm chức năng. Và khi mà các bạn location cái vị trí của mình thì các bạn cũng có thể liên hệ với những cái nhà thuốc gần mình để đặt thuốc qua tư vấn. Đồng thời thì mình thấy thì ở trên Medigo cũng hỗ trợ tất cả các bạn về cái phần gọi là thanh toán khá là đa dạng và linh động. Hy vọng cái phần chia sẻ này của Hồng sẽ giúp ích cho các bạn và giúp cho các bạn có những cái phương thức đặt thuốc online phù hợp hơn và giúp ích cho các bạn những khi cần thiết. Và nếu như bạn nào cảm thấy những chia sẻ này của Hồng hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Hồng. Còn về link tải app thì các bạn cũng có thể gọi là tham khảo ở phía phần phía dưới mô tả của Hồng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip lần sau.